Tiến Linh hùng dũng xé lưới Indonesia, thầy Park thêm lần khiến cả Đông Nam Á phải run sợ. Không khó để nhận ra thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cực kỳ tự tin trong ngày ra quân, dù gặp phải đối thủ khó chơi nhất của bảng đấu, U23 Indonesia. Một chiến thắng sẽ khiến quãng đường phía trước của U23 trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, thậm chí cửa vào bán kết sẽ mở ra ngay sau trận đấu này. Đánh giá về tương quan trận đấu, các nhà cái châu Á đều nghiêng về U23 Việt Nam với kèo chấp cực kỳ nặng cân, lên đến một quả. Theo những nhận định này, khả năng thầy trò huấn luyện viên Park giành chiến thắng 1-0 hoặc 2-0 được đánh giá cao nhất, với tỷ lệ ăn lần lượt là 5,2 và 5,8, thấp nhất trong số tất cả các tỷ số có thể xuất hiện. Cơ hội rõ rệt nhất mà U23 Việt Nam có được là ở phút 20, khi Hoàng Anh khoét thành công biên trái của U23 Indonesia, nắn nót căng ngang cho Văn Tùng băng vào đệm lòng cận thành ở cự ly chưa đầy 1m. Song đáng tiếc bóng đã khẽ chạm chân hậu vệ Indonesia, khiến Văn Tùng không thể tiếp bóng thành công, ngậm ngùi nhìn bóng lăn ngang khung thành đối thủ. Đúng vào những giây phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên, Văn Đô có pha tạt bóng cực đẹp tìm đến chân Tiến Linh một mình đối mặt với thủ thành đối phương. Song tiền đạo số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn chưa thể tìm lại được phong độ của mình khi cú sút của anh lại hụt bóng, bỏ lỡ cơ hội quá tốt mà đàn em tạo ra. Ở phía bên kia, U23 Indonesia chơi như thường lệ với ý đồ phá lối chơi của U23 Việt Nam, đồng thời hạn chế được sự nguy hiểm của hai tiền vệ trung tâm Hùng Dũng và Hoàng Đức. Ý đồ đấy hầu như bị phá sản, song sự thiếu sắc bén của hàng công khiến các học trò của huấn luyện viên Park không thể biến lợi thế thành kết quả có lợi ở hiệp đấu đầu tiên. Hiệp 2 bắt đầu bằng những pha tấn công quen thuộc của U23 Việt Nam, khi Hoàng Anh ngay từ những phút đầu tiên đã có những pha đi bóng nước lòng trong vòng cấm đối phương trước khi cú sút ở góc hẹp bị thủ thành Adi Sachio cản phá thành công. Tiếp đấy là pha đánh đầu của Tiến Linh, tuy nguy hiểm nhưng vẫn không thể có được bàn thắng mở tỷ số. Nhưng ngay sau đó, U23 Indonesia đã có câu trả lời với liên tiếp hai pha nguy hiểm trước cầu môn của Văn Toản. Song nó chỉ làm nền cho bàn thắng tuyệt đẹp của U23 Việt Nam đến từ sự thay đổi khiến đối phương ngỡ ngàng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngay đầu hiệp 2, ông Park tung Nhâm Mạnh Dũng vào sân, kéo Văn Đô sang cánh trái. Phút 53, Văn Đô có đường chọc khe đẹp mắt cho Nhâm Mạnh Dũng, băng xuống bên cạnh trái, căng bóng như đặt cho Tiến Linh, chỉ việc đệm lòng cận thành tung lưới đối phương mở tỷ số. Cả sân Việt Trì vỡ òa trong niềm vui. Sau bàn thắng mở tỷ số, U23 Việt Nam chơi trùng xuống để bẫy đối phương, và thêm lần nữa, sự điều chỉnh chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo lại khiến đối thủ phải tâm phục khẩu phục. Phút 75, đến lượt Hùng Dũng lên tiếng sau pha đánh vỗ mặt tuyệt đẹp, nhận đường đập nhả từ đồng đội, đội trưởng U23 Việt Nam tung cú vẩy má kết thúc đẹp mắt, tung lưới U23 Indonesia. Indonesia từng là nỗi đau của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như người hâm mộ Việt Nam khi từng cầm hòa thành công với đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020, đẩy đội tuyển Việt Nam vào cuộc chiến một mất một còn với Thái Lan để rồi gục ngã, nhìn voi chiến lên ngôi ở giải đấu danh giá nhất Đông Nam Á. Song hôm nay ở cấp độ những cầu thủ đã quá tuổi đã giúp ông thầy người Hàn Quốc phục thù hoàn hảo. Trận thua này với U23 Indonesia là khó nuốt, song cũng là may mắn cho huấn luyện viên Shin Tae-yong khi các học trò của ông chỉ để U23 Việt Nam ghi 2 bàn. Ngay sau khi Tiến Linh rời sân, tiền đạo vào thay người Hồ Thanh Minh đã có pha kết thúc bật cột dọc trong tình huống thủ thành Adi Sachio đã trơ mắt ếch. Phút 87, thêm lần nữa, khung thành U23 Indonesia rung lên sau cú sút của Văn Xuân. Bóng bật ra, trạng thái thất thần, hậu vệ Indonesia phá bóng hỏng đầy ngớ ngẩn sau pha tạt bóng của Văn Đô, để bóng lăn nhẹ nhàng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của cầu thủ hai đội.